Ngày nay xã hội loạn lạc, bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp phải điều gì khi bước chân ra đường. Chính vì thế, tự trang bị cho mình những kỹ năng tự vệ để phòng thân luôn là điều cần thiết. Nếu chẳng may bị kẻ xấu chặn đường và giở trò xấu xa, hãy làm theo những cách dưới đây. Nếu bị kẻ xấu túm lấy người, hãy chộp ngay lấy bàn tay hắn rồi bẻ một ngón tay ngược ra sau. Động tác này sẽ khiến đối phương cảm thấy đau đớn và sẽ thả bạn ra. Nếu kẻ xấu cố gắng nắm lấy cổ bạn, hãy dùng ngón tay chọc thật mạnh vào cổ họng hoặc mắt hắn. Hắn sẽ bị đau đớn và loạng choạng, mất phương hướng, tạo cơ hội cho bạn trốn thoát. Trong trường hợp bắt buộc, hãy túm lấy tóc hắn để kéo đầu hắn xuống đất, sau đó lên gối thật mạnh vào giữa mặt hắn rồi bỏ trốn. Nếu bị hắn túm lấy người và khóa tay khóa chân, hãy cố gắng cắn thật mạnh vào bất cứ chỗ nào trên người hắn mà bạn với tới. Bị đau tự động hắn sẽ buông bạn ra. Nếu bị ôm chặt từ đằng sau, dùng gót chân đạp thật mạnh vào bàn chân hắn. Đau đớn bất ngờ, hắn sẽ thả tay ra. Hoặc bạn cũng có thể dùng cùi chỏ để tấn công vào bụng, ngực hoặc cổ họng hắn từ đằng sau. Một trong những cách hiệu quả nhất đó là thúc gối vào chỗ hiểm ngay giữa hai chân. Dù có khỏe hay to con đến mấy, kẻ xấu cũng phải chịu thua. Bạn hãy nhớ thật kỹ những kỹ năng nói trên để bảo vệ bản thân khi ra đường. Và nhớ rằng chỉ nên áp dụng trong tình huống nguy hiểm để phòng vệ, không nên sử dụng bừa bãi vì nó gây nguy hiểm. Ngoài ra, bạn cũng cần nhớ những nguyên tắc tự bảo vệ bản thân dưới đây mỗi khi ra đường. Nếu cảm thấy đang bị ai đó theo dõi và đi theo mình, hãy nhanh chóng đánh lạc hướng hắn bằng cách rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Đừng chạy vào nhà nếu đang bị theo dõi. Nếu về nhà mà thấy cửa bị cậy mở thì cũng không được bước vào trong mà phải báo công an ngay. Tránh đi rút tiền vào ban đêm vì đây là thời điểm dễ bị tấn công và cướp nhất. Trong trường hợp bị tấn công, hãy hét lên thật to là cháy, cháy để nhận được sự chú ý và giúp đỡ của những người xung quanh. Không dừng xe quá lâu trên đường, càng không nên dừng xe để nói chuyện điện thoại. Không đeo ba lô hay túi xách ở bên vai hướng về lòng đường, tốt nhất là ôm túi xách hay đeo ba lô ở phía trước ngực. Khi đi bộ trên đường, tốt nhất là nên móc sẵn chùm chìa khóa trong tay, bạn có thể dùng nó để tấn công kẻ xấu trong tình huống bắt buộc. Nếu cần thiết, hãy vứt ví tiền đi để thoát thân. Tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn một chiếc ví tiền giả bên người khi đi vào những vùng an ninh không tốt. Đừng đi vào những con phố tối tăm và vắng người, cho dù đó là con đường ngắn nhất. Tốt nhất là hãy chọn những con đường đông người qua lại. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất cần phải nhớ đó là không nên hoảng hốt, lúc nào cũng nên giữ bình tĩnh. Trong nhiều trường hợp, việc bạn dừng lại và trừng mắt nhìn kẻ bám đuôi có thể khiến hắn mất bình tĩnh và tháo lui. Sau đó, bạn nên bỏ đi ngay, chứ không nên nấn ná lâu ở đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.